Thông báo nhanh số 68 của Ban Chỉ đạo Phòng chống Covid-19 Bà Rịa Vũng Tàu, bản tin cập nhật đến 12 giờ ngày 26 tháng 7 năm 2021. Tính từ 6 giờ đến 12 giờ ngày 26 tháng 7 năm 2021 không ghi nhận ca mắc mới. Số lượng ca mắc ghi nhận tính từ ngày 28 tháng 6 đến nay là 868 ca. Đang tiến hành khẩn trương truy vết các F1, F2, F3. Số người đang cách ly tập trung 2.898 trường hợp, tăng mới vào 0% giảm hoàn thành cách ly không. Ban chỉ đạo kêu gọi nhân dân trên tinh thần tương thân tương ái, đồng lòng hợp tác tốt với chính quyền địa phương nhằm triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch, đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16, đề nghị người dân hợp tác tốt việc tham gia xét nghiệm sàng lọc nếu được chỉ định. Trong quá trình tham gia xét nghiệm, cần tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế. Đồng thời với tinh thần tương thân tương ái, thể hiện trách nhiệm xã hội với cộng đồng, Cô đồng hành cùng chính quyền tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thực hiện miễn giảm tiền nước sinh hoạt cho công nhân, người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 tại các địa bàn do công ty phụ trách cấp nước. Chi tiết cụ thể như sau: 1. Toàn bộ các khu cách ly tập trung phòng dịch Covid-19 hoạt động theo nghị quyết 16. 2. Các hộ nghèo theo chuẩn quốc gia và chuẩn nghèo của tỉnh, người lao động bị ngừng việc, mất việc đang sống tại các phòng trọ khối lượng nước được miễn giảm không vượt quá mức sử dụng trung bình hàng tháng trong thời gian qua. 3. Thời gian thực hiện miễn giảm trong 3 tháng kể từ ngày 19 tháng 7 năm 2021, thời điểm bắt đầu thực hiện quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh giãn cách theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh. Đề nghị các chủ nhà trọ thuộc đối tượng trên liên hệ với Tổng đài chăm sóc khách hàng Vipoco 02543 595 959 để được hướng dẫn cụ thể chung tay vượt qua đại dịch không để ai bị bỏ lại phía sau